Trương Gia Bình, người được mệnh danh là linh hồn của FPT, người đã dẫn dắt FPT từ con số 0 trở thành một công ty công nghệ lớn mạnh. Ông Trương Gia Bình sinh năm 1956 tại Nghệ An, nay đang cư trú tại số 10 Đặng Thái Mai, Tây Hồ, Hà Nội. Thời phổ thông, ông là học sinh chuyên toán Chu Văn An Hà Nội, tốt nghiệp khoa toán cơ. Năm 1979, lấy bằng cử nhân toán Đại học Tổng hợp Lomonosov Nga. Năm 1982, lấy bằng tiến sĩ toán lý. Năm 1983, bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Moscow Nga. Trương Gia Bình khi 26 tuổi đã quyết định về lại quê hương Việt Nam. Ông làm tại Viện Cơ học thuộc Viện Khoa học Việt Nam, được nhà nước phong tặng danh hiệu phó giáo sư năm 1991. Từ năm 1995 đến nay, chủ nhiệm khoa quản trị kinh doanh HSB, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1988. Ông Gia Bình bước sang tuổi 32 cùng nhiều nhà khoa học và kỹ sư khác, trong đó có tiến sĩ Nguyễn Thành Nam sáng lập nên công ty công nghệ thực phẩm, tiền thân của tập đoàn FPT sau này.